Nam Khánh xin kính chào quý vị, và clip này thì em xin gửi lời chúc đến quý vị, toàn thể quý vị và các bạn đã xem kênh một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, có những giây phút nghe nhạc vui vẻ. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi cũng như là mua hàng ủng hộ em trong thời gian qua. Đó, và xin được chúc quý khách thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Đó. Chúc anh em sang năm mới gặt hái được nhiều thành công. Có hoa thơm cháy.